Hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2016. Nhân cái sự ra đi vô thường đột ngột của con trai lớn của vợ chồng của Diệu Pháp, tức là Thái đó, là người quay phim cho thầy ở Hawaii, và triệu phú quý, tức là Rich, tức là sinh 1999, tuổi tuổi Tân Mão, chết quỵnh tử tại San Jose lúc 4:30 chiều ngày 1 tháng 11 2016. Chết quỵnh tử tức là bị một tai nạn xe hơi, và cái này tự lái xe và out of control và đâm vào cái cây đó, và phải mất 45 phút sau mới lấy được cái xác ra. Thì sư phụ đã có mặt ở tại đó, là ngay sau khi coi như là con của Diệu Pháp bị thọ nạn, có gọi cho thầy, và thầy đã đến đó để mà lo cái vấn đề mà hộ niệm cũng như tăng lễ. Thì cái bài pháp hôm nay thầy xin dành đặc biệt để hồi hướng cho triệu phú quý, pháp danh Thiện Từ, sinh năm 1999, tạ thế chết bệnh tử ngày 1 tháng 11 2016 tại San Jose, hưởng dương 18 tuổi. Ở trong này cái người quay cái đoạn clip này bỏ lên Facebook, tức là bạn của Quy, mà nó thường thường nó kêu là Chris Christopher, thì nó ra đi rất là chấn động. Bữa đó một người ngày đi làm, và nó vừa đi học vừa đi làm để nó giúp gia đình, thì coi như là Chris nó lái xe, thì đi phía sau nó có một chiếc xe nữa, là ba người bạn. Thì tới lúc đó là ba người bạn đi sau thì thấy nó chạy trước, thì tới đó tự nhiên cái xe nó quay ba vòng và nó tán cái cửa của driver, đập vô gốc cây, và coi như nó chết instantly, chết tại chỗ, và phải mất 45 phút sau mới kéo được cái xác ra. Mà khi đó thì ba người bạn của nó đi chiếc xe sau đó là có mấy người lại tham dự kéo. Thì người ta hỏi nó cho nó đừng nói, nó nói ngay me lắm, giờ tụi nó không dám lái xe mà nó phải đi counseling, thì nó bị stress quá nhiều, máu me đầy hết. Và khi mà cái đau khổ nhất đó là cách nhà của Diệu Pháp có chưa được một mai. Thì khi gọi cái tin Diệu Pháp ra tới nơi thì cảnh sát không có cho Diệu Pháp lại gần. Mà cái cảnh người mẹ thấy con mình nằm chết trong đó mà không có lại cứu được, cái đó là cái đau khổ mà tôi nghĩ là quý vị cũng nên cầu nguyện cho Chris, giống như gia đình của Diệu Pháp Thiện Thái. Đó là một cái mất mát lớn. Thì trong cái đề tài bữa nay thầy giảng pháp, thì trong một giờ lượng đạo phần 10, thầy nguyện đem hết cái công đức này hồi hướng cho Chris, tức là cái tên tiếng Tàu đó là Triệu Phú Huy, mà thật ra đọc Huy, mà thật ra đúng là Triệu Phú Quý, tại người Tàu đó, người Tàu đọc nghe âm Tàu là Chiêu, dạ họ Chiêu, nhưng mà đồng tính Việt Kiều là họ Triệu. Mời tất cả quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Phật để chúng ta hồi hướng cái công đức này cho Chris. Thì hồi nãy cô Như Thanh ở Oregon là cái người cũng thường có khả năng nhìn thấy người âm, thì sư phụ bắt đầu vô kinh là nó đã quỳ ở đây rồi, mà hoàn toàn quý vị nhớ tại bữa nay đó là nó chỉ vô đây nó nghe cầu siêu, và cổ sẽ diễn tả lại cái hình ảnh nó như thế nào, thì chút nữa Diệu Pháp gọi cho cô Như Thanh thì sẽ biết. Máu me đầy mình, nó vô nó quỳ, mỗi lần thầy lễ lại thì nó lễ lại theo, và hỏi tại sao nó không lại bằng dông. Thật ra bữa nay nó đâu có cúng dông, tại vì nó chưa có làm lễ coi như là nhập quan phát tang, ví dụ thầy nói không, thành chỉ là cầu siêu. Khi nào cúng dông là có cha mẹ anh em nữa đó, thành ra nó chỉ quỳ ở đây, thì tôi giải thích. Mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu bổn sư, cầu nguyện cho hương linh Triệu Phú Quý, pháp danh Thiện Từ, sinh 1999, tạ chức quỳnh tử ngày 1 tháng 11 2016, được về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mời quý vị niệm danh hiệu bổn sư. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư chương trình cái một giờ lượng đạo hôm nay, tôi sẽ đem cái đề tài quý vị biết bà nội của Thái đã qua đời cách đây chưa được một năm,
Thì quý vị nhớ hôm tháng 7 là Youth Center đó, thì vợ chồng của Diệu Pháp và Thái cũng có mặt của Chris để mà làm cái lễ 49 ngày cho cụ bà, nhớ chưa? Thì như vậy đó là tới cái ngày tháng 7 dương lịch là mới có 49 ngày. Bây giờ 8, 9, tháng 10, tháng 11 thì như vậy là mới mất khoảng chừng 7-8 tháng thôi. Thì có nhiều người nói rằng cái này là cái thằng con của Diệu Pháp bị chích trùng. Thì tôi đưa ra cái đề tài, tôi hỏi quý vị, tại vì tôi dùng kinh Phật để tôi giải thích. Đố quý vị, ở trong đạo Phật có nói Đức Phật có xiển dương chất trùng không? Đức Phật có nói gì về chất trùng không? Không có. Chất trùng, Đức Phật không bao giờ nói có chất trùng. Mà chất trùng này đó là của cái đạo ông bà, đạo dân gian và bên đạo Khổng, đạo Lão của người Tàu mà nói chất trùng. Chứ thầy, từ khi thầy vào chùa nghiên cứu kinh điển tới bây giờ, trong tâm tạng kinh điển, Đức Phật không có bao giờ nói về chất trùng nha. Mà Đức Phật nói là con kinh Địa Tạng có một cái đoạn nói những cái người nào mà trong nhà xảy ra những việc tai nạn dồn dập có không, thì cái người đó nên chí thành coi như là niệm danh hiệu Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát được 10.000 biến thì tất cả những tai nạn đều không xảy ra. Thì bây giờ như nãy tôi đọc cái sớ mà của gia đình của con Ngân Trân á, thì quý vị thấy Quang Ngọc là ai vậy Trân? Dạ, mẹ con. Mẹ con là bà chết ngày 7 tháng 10 2006. Dạ. Rồi kế đó Phùng Cường là ai? Là người anh. Anh con chết ngày 7 tháng 10 1984, phải không? Quý vị thấy cùng chết cùng ngày cùng tháng, chỉ có khác năm thôi. Mà từ 1984 tới 2006 là bao nhiêu năm quý vị? 22 năm. Thì đó là cái sự trùng hợp thôi. Dạ. Không thể nào chết trùng thế này nè. Trong cái danh sách mà chết trùng đó, để cho nói Đức Phật không có nói chết trùng, mà Đức Phật nói người nào thọ mạng hết người đó sẽ đi, người đó chết do thứ nhất là chết quạnh tử. Là trong kinh Dược Sư có nói có 18 cái thứ chết quạnh tử, số chưa đáng chết mà phải chết, có không quý vị? Cái thứ hai bệnh không đáng chết mà không gặp thầy gặp thuốc. Cái thứ ba chết vì thuốc độc. Cái thứ tư chết vì cọp beo đánh cắn. Mà trong đó có 18 thứ quạnh tử mà trong kinh Dược Sư quý vị đọc biết chưa? Phật chỉ nói cái chết quạnh tử thôi. Thì bây giờ theo cái thầy học mà chết trùng mà của bên đạo Khổng đạo Lão đó, thí dụ như cái người đó tuổi dần mà chết giờ dần, chết ngày dần, thí dụ người đó tuổi Thân nha, mà năm nay là chết năm Bính Thân rồi chết giờ Thân mà mình liệm vào ngày Thân nữa, thì coi như nó trùng ngày, trùng tháng, trùng năm, trùng giờ. Cái đó là đại trùng, cái đó là vừa xong là coi như trong vòng 49 ngày là có người đi, đó kêu là đại trùng. Còn tiểu trùng á là dụ như cái người đó tuổi Thân mà chết vào cái giờ Thân mà mình không có chôn ngày, ngày Thân không tháng Thân, thì nó chỉ trùng trong bốn cái trùng đi, chỉ trùng giờ, trùng ngày, trùng tháng, trùng năm cho là đại. Trùng giờ, trùng ngày, trùng tháng mà không trùng năm thì kêu như trùng, mà trùng ngày, trùng giờ mà không ba cái trùng, bốn cái trùng có hai cái kêu là tiểu. Thì khi nào mà đi qua 3 năm đó, thì người ta mới kêu không trùng, nhưng mà đó là của người Tàu. Thì như vậy đó, theo Đức Phật á, thì trong một thở nọ đó, nhà A Nan ngài có nói cái những người chết như vậy đó, thì Đức Phật nói không có chích trùng mà không có thế này. Thứ nhất, bây giờ tôi hỏi ngài bà nội là lúc nào ở trong này, quý vị nào đã có cháu nội đưa tay coi lên, đưa tay cháu nội lên, tôi coi, tôi từng đòi cháu nội cháu ngoại. Rồi khi quý vị chết, quý vị có khi nào mà muốn cho cháu nội quý vị mà phải chết thê thảm, bắt chết thê thảm gì có không quý vị? Đó là thầy đánh tan cái dư luận. Vì bây giờ thứ nhất là cái bà cụ má của thằng Thái, chính thầy hộ niệm và có rất nhiều người chứng kiến dàn Thái đã thử tướng. Bà nóng ở trán, nóng ở trán là đi về đâu quý vị? Về cõi trời. Mà về cõi trời là người ta phải tu gì quý vị? Thập thiện, thành một vị chư thiên. Mà thành một vị chư thiên rồi đó thì muốn rước con cháu mình lên là ở với mình là phải lên trời, phải không quý vị? Mà lên trời thì đâu có là xô cho con mình nhào vô gốc cây để chết bệnh tử. Chết bệnh tử thì làm sao lên trời được, phải không quý vị? Chết tức chết tối, đó là những cái lý tôi nói cho quý vị nghe. Cái thứ hai, bà cụ đã được sử dụng cái áo Đà La Ni. Ở trong kinh Phật, cái bộ áo Đà La Ni có cái đoạn trừ được ngày trùng giờ trùng có không quý vị? Thì đã sử dụng áo Đà La Ni cho bà. Cái thứ nhất, bà đã có thời tướng nóng ở trán. Bà muốn bắt cháu bà về cõi trời đó thì bà phải bắt làm sao? Nếu quả thật bà có thần lực mà cái thằng Chris nó đang chạy cái xe này, mà bà có thần không mà làm cho cái xe quay, thì bà đâu có cần phải cho lũ gốc cây. Nó ngủ nửa đêm mà hiện về quy, Rich đi theo bà, làm đi thì bà dẫn nó đi liền, đi trong an lạc, phải không quý vị?
À, như vậy là bà đi nhẹ nhàng chứ đâu có kiểu mà xô cái xe cho nó quay mấy vòng nó đập vô để cháu mình chết. Như vậy đó, bà làm như vậy, bà từ cổ trời mà rớt cái bịch, bà có thiên nhãn. Bà biết bà làm chuyện đó là bà sẽ hết phước có cái gì. Cho nên bà nội ở loài trời này, chú Sơn là ông nội ở cõi phàm. Chú Sơn chưa lên cõi trời, mà chú Sơn còn không có tâm muốn cho cháu nội chú chết, đúng không? Mà chú muốn nó phải ở lại, nó lấy nhiều con dâu, nó đẻ nhiều cháu, nhiều chắc trong ông, đúng không? Là nói dòng nói giỏi đó là tôi dùng cái trí huệ đó tôi phân tích. Mà bây giờ khi mà thầy hiểu ra đó, là bà có khả năng, nếu mà bà có khả năng làm cho cái xe quay thì bà dư sức dẫn nó đi trong ban đêm. Bà hiện nó lên, nói Rich, bây giờ bà đang ở này nè, bà có cái lâu đài rộng quá, mày lên ở mày tìm Rich đi, cái bà đem nó đi nhẹ nhàng, đi trong nhẹ nhàng. Thứ nhất là nó đang, bà sẽ bắt nó đi, giờ lúc nó đang ở Hawaii đó, nó đang chơi. Nó đi chơi nó phê, tới nó ngủ cái là nó đang trong trạng thái sung sướng, bà rủ nó đi cái nó đi luôn. Và là nó lên cõi trời. Còn đằng này phải làm cho cháu mình bể đầu, bể mặt, bể tay rồi cắt nửa tiếng đồng hồ, phải làm cho thằng con trai của mình làm thái đau khổ, con dâu của mình chết điên chết dở. Thì như vậy, chiếc khóa cái này không phải là bà bắt. Hiểu chưa quý vị? Tôi lỗi là bà đã có nóng ở trán, bà đã sử dụng áo là Lani, bà có lên cõi trời. Bà không thể nào làm cái chuyện của một người ác quỷ. Đúng không quý vị? Như vậy, sau khi nghiên cứu cái cây đó chính, ông Đạo Quang, ông nói cái cây này đã có nhiều người chết rồi. Ông Đạo Quang sau xe nói là cháu nội của một ông rất nhà giàu nổi tiếng theo không có nói gì, ông đó chủ một cửa hàng cũng chết tại này, và mấy người nữa người Ấn Độ họ ra chỗ đó, cây này đã nhiều người chết vì lý do đó. Khi mà nó đi ngang đúng cái giờ của nó xui xẻo, mà quý vị biết không, cái ngày nó mất là ngày Halloween đó, dạ, yeah. Cái ngày đó, đó là nó giống như vậy thôi, dạ, yeah. À, cho nên nó mới làm cho cái đứa nhỏ ma, con ma nó bắt thế mạng, quý vị biết. Khi mà con sông đó có người chết đuối thì một năm sau cũng có người chết đuối, kêu là thế mạng. Cho nên cái này tôi nói là cái thọ mạng của thằng Chris nó hết, nó đi trùng lúc ở đó mà tự nhiên nó đập vô. Mà nếu nó đó, nó thằng này, tôi nói quý vị nghe, nó một cái đứa trẻ 17 tuổi mà ba nó mua iPhone cho nó không chịu xài cái chuyện lãng, quý vị. Nó không xài iPhone chi túng tiền, chỉ cần phone thường giống như phone của thầy và thôi với bà già. Rồi ba nó đòi mua cho nó một chiếc xe mới, nó không chịu. Nó đi lựa, nó mua một chiếc Mercedes-Benz đời 78 bằng cục sắt để nó chạy, phải không? Sau cùng có một người bà con thấy nó chạy cái xe cũ quá, cho nó chiếc xe Accord đời 99. Mà cái xe Accord đời 99 hai cửa nó mềm lắm quý vị. Nếu mà nó đi cái chiếc Mercedes-Benz thì nó đụng vô cái cây có thể là văng chứ cái xe không sao hết. Vì cái cây không có lớn, tôi coi cái hình thôi, cái cây nó chỉ chỗ này thôi à. Nhưng mà chiếc Honda Accord khi mà nó quay và nó tán cái cửa vô đó thì nó sẽ bể liền, nó đập vô cái cửa nó mềm, nó xe nhựt, nó như giấy vậy đó. Thì mình thấy rõ ràng là ba cái thằng kia lại nó không đi chung một chiếc xe, ba thằng kia nó cũng đi làm, nó đi học xong high school nó về nó ăn cơm, nó ra trường nó ăn cơm xong 3:30 thì 3:30 nó cùng nhau với 4 thằng, nó thằng Rich nó đi chiếc xe đầu tiên là Honda Accord màu đỏ, trên Facebook có để đó. Rồi kế đó là ba thằng bạn nó đi cái xe kia là đi sao, nhờ nó vừa ra khỏi nhà chưa được một mai thì nó giống như là nó chào tạm biệt đó, hai đứa nó đi hai đường đó, đi làm chỗ khác nhau, thì có lẽ là nó sắp pick up để nó chào, thì nó chào cái nó out control, thì sau là nó quay nó đụng vô cái xe đó chết. Mà cái xe đó do đó thầy phải làm lễ dứt vong ngay tại đó, bữa đó thầy qua bệnh thì phải làm dứt vong, chứ không dứt vong là nó sợ đó. Cho nên thầy đánh tan cái dư luận là chết trùng, Đức Phật không có chết trùng, nhưng mà có thật chứ không phải không có. Chết trùng là gì? Một cái người đó họ chết cái chỗ đó rồi họ bắt tiếp tục thân nhân. Là ở Đạo Phật có nhiều cái trùng lắm, có nhiều cái trấn trùng lắm. Thì ở bề ngoài Bắc họ có tục lệ là họ trấn trùng là họ đổi tên tuổi, rồi họ bỏ bài tứ sắc, rồi họ bỏ những cái khi mà họ trữ rồi họ đổi tên, rồi họ gửi cái hương linh mà chết trùng để vô trong chùa để họ nhốt lại. À, quý vị lên online coi chết trùng ở ngoài Bắc có cái chùa chuyên môn là nhốt chết trùng, mà làm gì không phải có Đức Phật. Ví dụ như bây giờ Rich nó chết trùng ha, mà là đem vô nhốt nó trong này tấn lại, là cái đó là cái này không phải cái đạo Phật làm gì có cái chuyện mà nhốt chúng sanh trong một cái gì đó để không cho đi. Thành ra thầy phá tan cái luận điệu chết trùng. Thứ nhất, Rich nó hết thọ mạng thì đúng lúc đó, hoặc là nó có cái nhân duyên nghiệp báo dưới đời trước. Thành ra có nhiều người nói thằng này nó đi tu mà tại sao nó không có phước, nó làm công quả hết chùa này chùa kia. À, nó lên trên này youth center nó con quả sư phụ rồi nó có hiếu cha mẹ, tại sao nó chết? Thì có nhiều pháp nó cũng có hỏi thầy câu đó, thầy nói nè, Chris nó tu bằng ngày một kiền liên chưa, mà ngày một kiền liên khi mà lúc lâm chung ngài cũng phải bị đánh tan xác để trả một cái nghiệp đời trước,
Hình như vậy thằng Rich mà nó đi có mặt ở đây là từ 1 tuổi tới 18 tuổi, tới ngày mà nó chết bệnh tử tại gốc cây ngày 1 tháng 11 năm 16, ngày 16 là cái đó nó hưởng cái quả của những gì nó làm ở đời trước. Còn kể từ khi mà bắt đầu nó đứt hơi thở từ ngày 1 tháng 11 cho tới về sau này là những cái gì nó gieo hiện giờ, đúng chưa quý vị? Hiện tại bây giờ đó là tất cả hệ thống của thầy đang cầu kinh của nó. Hiện tại bây giờ thầy Thể Hỷ và một số Phật tử rất đông của Hồng Minh ở dưới đang tụng kinh ý cho nó ngày đêm, tụng tại nhà nó từ bữa sư phụ ở, nó tụng cho nó liên tục mỗi ngày là 3 thời Địa Tạng, 1 thời Lăng Nghiêm và 1 thời Di Đà, mà tụng riết cho tới ngày. Mà giờ cái đám tang nó đông quá, trường học high school nó dự trù là đi mấy trăm đứa, bạn bè nó đi, thành ra bây giờ đó là dời lại tới cái ngày sau pháp hội. Nó cho ra là ngày thứ ba, mà thứ ba của tuần này thì sắp tới ngày bầu cử rồi, trường học đó nó lộn xộn, mà ra đó thì tụi học trò nó đâu có nghỉ được, cho đó nó yêu cầu là thứ bảy tuần tới, tuần tới tức là sau cái pháp hội của mình ở dưới miền Nam Cali là 12 và 13, thì nó cho là 15, 16 cái ngày thường tụi nó đâu có nghỉ được, cho đó tụi nó yêu cầu là ngày thứ bảy chủ nhật của ngày 18 và 19. Mà cái pháp hội này rất là lớn. Cái đó là khi thầy vừa làm cho thằng Rich vừa xong, mới vừa chờ nghĩa là thủ tục này kia, thầy mới vừa dứt cái nghỉ được chút xíu thì anh ruột của bà Đà Lạt cũng chết tại San Jose. Thầy chuẩn bị lên máy bay bay về đây thì anh ruột của bà chết, anh ruột của bà Đà Lạt ở bên Texas. Bà mới bay qua, bà có đất ở trong làng Di Đà, và bà bay qua và thầy lại nhau đi hộ niệm xong rồi thì xong, thì bây giờ cũng không có nhà hoàng, thành ra đám của Chris là coi như Diệu Pháp và Thiện Thái, và cùng với bà Đà Lạt sẽ hai người muốn chung và làm hội trường chung, để cho lúc đó tới ngày đó thầy điều tăng ni của thầy từ các nơi về đó thì tụng kinh luôn một lượt, đặt hai cái hòm hai nơi tụng ở giữa mà bắn ra cũng hai cái hương lên luôn, thì nó vừa nó đỡ công đỡ thuộc, cho nên cái đám này rất là đông. Mà bây giờ quý vị thấy nghĩ là cái đám này có trở thành một cái pháp hội đó, thì nhân cái dịp này cả trăm đứa nhỏ nó lại, thầy sẽ giảng pháp cho nó nghe, hiểu chưa quý vị? Thành ra tôi nói tôi đánh tan cái vấn đề mà chất trùng, tại vì tôi phân tách thứ nhất bà có thổi trướng nóng chính gia đình thử về cõi trời, mà về cõi trời không thể nào giết cháu kiểu đó hết. Nếu mà nói bà thành quỷ rồi đó thì qua mai bà bắt xuống bắt chỗ đó, còn bà về cõi trời là một dự thiên rồi, là trong đó phải tập thiện rồi. Cái thứ hai, nếu bà có khả năng mà làm cho cái xe nó quay tròn tròn thì bà bắt nó đi trong giấc ngủ im lành, chứ bắt nó chết kiểu này nó chưa có kịp ăn bớt đê, nó vừa làm cái yearbook phải vô trong nhà trường lấy cái hình chụp yearbook để mà kiểm tra cho mình nữa, thì làm sao mà nó về được, nó chết không kịp trối với cha mẹ nữa, đúng không quý vị? Thì làm sao nó siêu. Cho nên tôi đánh tan cái lượng điệu không có chết trùng trong vấn đề này, mà trong kinh Phật cũng nói là do cái thọ mạng nó hết. Cái thứ hai nữa tôi phân tách, tại sao cái thằng này có hiếu quá, nhiều pháp nói nó trong 3 đứa thằng này có hiếu nhất, mà tại sao lại chết sớm. Tôi nói con nghe cái chuyện mà cái cân thủy ngân không, hồi xưa có cặp vợ chồng chuyên môn cân mà có cái đời thủy ngân á, khi nào bà mua đồ vô thì bà bỏ cho cái cân nó non, và khi bán ra cho mua đồ thì làm cân già mà bán làm cân non. Sau này bà quy y Phật rồi đó, thì gian có bà đập cái cân thủy ngân ra thì có cục máu trống, cái bắt đầu bà, cái thằng con đầu tiên nó chết. Kế đó cái là sau thời gian thằng con giữa chết thì một sau cùng bà đi thiếp xuống dưới đó, thì cái thằng đầu tiên nó nói tôi có hiếu với bà, tại vì bà đòi nợ tôi lên tôi trả nợ bà 18 năm tôi đi, chứ tôi với bà không có gì. Còn cái thằng cuối nó tôi là cái tên quỷ sứ lên đây để tôi chuẩn bị tôi làm cho bà tàn gia mài sản, nhưng mà bà quy y bà biết đạo rồi, thành ra tôi mới tha bà chứ tôi không phải bà con, cái chuyện đó tụi con biết mà, phải không? Thành ra thầy mới nói rằng tại vì nó lên nó trả tụi con hết cái món nợ, nó có hiếu con trai mà nấu ăn nấu uống làm cho mẹ cho cha, không có thằng con trai nào mà cha đưa iPhone không xài hết, không có thằng con trai nào mà cha đưa xe mới không đi mà đi cái xe đời 78, chỉ có cái thằng con lên để mà trả nợ. Như vậy tóm lại con cái mà nó lên đây, thầy trò mà lên đây gặp nhau, chúng ta vài điều kiện: thứ nhất lên đòi nợ, thứ hai lên trả nợ, thứ hai lên báo quán, thứ tư lên trả ơn. Chúng ta gặp nhau đây đều giống nhau hết trời hết, đúng không quý vị? Thành ra chúng ta phải đặt cái lực của nhà Phật ra, đừng có nói nó có trùng thiệt, nhưng mà nó trùng là những người chết mà không có thổi tướng mà về cõi trời của Phật họ có thể bắt để mà họ thế. Nhưng mà cái người mà có thổi trướng về cõi trời và cái người mà đã được về cõi trời mà có thổi trướng cõi trời không bao giờ bắt con cháu kiểu đó hết. Ví dụ quý vị là người, quý vị cũng không muốn làm con cháu quý vị khổ cỡ đó nữa mà. Đó, không đó mình nói tại trong kinh Phật lia cái đó, tại vì khi người ta đang khủng hoảng đó vậy đó bà. Thầy nói bằng cái phân tích mà. Bà có thần lực làm cho cái xe đang chạy quay thì bà dư sức ngủ bà dẫn nó đi liền, đúng không quý vị? Đâu có để cho nó chết không toàn thay như vậy.
đó là những cái nói bằng cái kinh Phật. Còn ông nào mà lấy cái kinh Phật nói có chất trùng, nói tranh mấy kinh mấy nói, thì tôi nghiên cứu Tam Tạng kinh điển không có đức Phật nào nói trùng mà nói là cái nghiệp. À, trong kinh Địa Tạng có nói chuyện xui xẻ xảy ra liên tiếp, những nhà những chuyện tai họa dũ lên thì chúng ta nên tụng kinh Địa Tạng vậy thôi. Đó. Còn là đối với thầy là nó lên nó đi, mà nó đi cái kiểu này nó không có đau đớn, chính bác sĩ nó nói quá lẹ nó không có đau được, nó không biết đau. Chính mà người mình chết già đó, mình nhức chỗ này mình đau chỗ kia mình mới đau. Còn thằng này nó đang đi làm nó vui vẻ quá, mới đi Hà Quay về rồi đi làm vui vẻ, đang chơi với bạn bè rồi người ta mới cho chiếc xe nữa, thằng chạy cái xe đang trong trạng thái làm cái bục chết, nó nói con mày không có thời gian để kiểm tra, dạ quá lẹ đi đó, là không hành hạ. À, mà nói tóm lại là anh chết anh có cái lan siêu răng nữa, tức là tiền còn rồi dư sức hết. Thái vừa mới nói trời ơi con mới vừa ký cái trách trả cho cái phim anh siêu răng mới vừa 2 ngày thì nó chết. Thì chú thầy hỷ khuyên vô thường mua sốt cho nó rẻ để dành tiền sau này đi học. Thành ra tôi thấy rõ ràng làm cái bài tính nó lên để nó trả nợ, nó chết là nó lo hết cho mọi é bị thiệt hết, không tốn cái gì hết. Nhưng mà nhìn thấy rõ bằng cái trí huệ không? Rồi tôi lia cái đó để người ta nói không, khác cha mẹ người ta đang đau khổ mà nói bậy nói bạ vô. Cái lúc này là cái lúc mà cần để an ủi người ta. Bây giờ thầy hỏi con, tụi con đứng vào hoàn cảnh tụi nói tụi con có sống nổi không? Nó tầm bậy tầm bạ không. Bây giờ nhờ có thầy ở đó ngay bên cạnh, thầy mới đặt hết á, thì bạc hết thì nó bây giờ phước báo nè, chứ phụ tụng đầy đủ cho nó mỗi một ngày một kinh Địa Tạng nè. Rồi bây giờ đệ tử của thầy mấy chục người, bây giờ thầy hiểu đó, ông sai tụng liên tiếp cho tới khi ra nhà hoàng. Rồi cái đám tang này tất cả tăng ni của thầy đều về hết để tụng, mà nó đông như vậy có thể 400-500 người nữa, phải lập ra cái băng nấu ăn nấu uống nữa. Nó thành ra như vậy, nó đi như vậy là nó đi đối với thầy đó. Thì chúng ta trong vô lượng kiếp luân hồi ta đã chết nhiều lần như vậy rồi, chứ không phải một lần. Nếu mình không giảng sanh mình vẫn còn chết dài dài nữa, chứ không phải một lời đâu đó. Bây giờ trở lại cái phần thứ hai ở trong cái bài này, thì một cái vị mà đi du học ở bên Tây Tạng, mà vừa rồi quý vị nhớ mấy cái giám sư tăng trẻ mà học về bên Mật Tông á, thì họ thi rớt. Ông rớt cái câu này rất là đau khổ, bây giờ tôi nghe này, tôi sẽ lấy cái mail. Kính bạch thượng tọa Thông Lai, vừa qua những cái bạn đồng tu khi đi du học bên Tây Tạng về thì đã được thượng tọa giải thích những cái vấn đề mà chúng con sau khi học cái đó 5 năm, 3 năm đã bị đánh rớt vì vấn đề khi giáo hoạch về kinh luận. Con kỳ này con bị rớt một chuyện rất là nhỏ, về thiền, về ngồi, về giới luật con đậu hết. Nhưng mà trong cái câu hỏi khắc hạch xin nói một cái đề tài nói về cái tâm sân, diễn tả hết tâm sân. Bây giờ tôi hỏi quý vị, sân là cái gì? Ông nói là nóng giận. Ông nói sân là cái gì? Ông nói chút rửa sân đốt hết rừng công đức. Ông nói chưa đúng, chưa hết được. Sân là cái gì? Cái sân là ai cũng có đó, nhưng mà sân là cái gì định nghĩa coi? Hả? Hả? Không thỏa mãn cho mình. Mà cái công dụng của tâm sân nó làm cái gì, và cái tác dụng của tâm sân nó là cái gì? Thành ra chúng ta nhiều khi á, khi mà đi thi những cái đề tài đó, người ta muốn nói tới nơi tới chốn. Ông trả lời tâm sân á, ông nói sân là giống như con diệu đế mới nói vậy đó, ông chỉ được có 25% điểm thôi. Hả? Sân là cái gì quý vị? Nói cho đúng, thật ra đó, bây giờ tóm lại trong kinh nè, tâm sân là cái gì? Thứ nhất quý vị phải để ý, tâm sân là gì? Thứ nhất là chúng ta không bằng lòng. Mình không bằng lòng với người bạn đời, mình nổi sân. Mình không bằng đồng với cái con mình á, mình dạy nó không nghe, mình nổi sân. Mình không bằng lòng với bất cứ mình vô gặp ai trong hãng mà không bằng lòng, mình đều nổi sân. Rồi không bằng lòng thì một có dân từ nữa là bị trái ý, đúng không quý vị? Làm trái với ý của mình. À, cái thứ ba là làm nghịch với cái lòng của mình. Cái thứ tư á, là tâm sân nổi lên do mất quyền lợi, hiểu không? Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu, phải không? Là coi như là bị mất quyền lợi. Thí dụ nếu tâm tham là sự gom vào, mà cái quan trọng mà thầy nói đây nè, tâm tham á là cái gì cũng gom vào hết nha. Nếu tâm tham á là sự gom vào, sự thu vào, sự ôm vào, sự ôm ấp, sự giữ gìn đối tượng mình thương yêu,
Khi mà quý vị yêu đó, ví dụ như ngày xưa đó, ví dụ như quý vị yêu nhau đó là tham có thể là gom vào không? Mà khi quý vị yêu là tâm tham được thỏa mãn, tâm tham mà được thỏa mãn rồi đó, thì quý vị bắt đầu đi về, khi mà con yêu vợ con là bắt đầu nghĩ tới chuyện mua xe mới, mua nhà mới, sắm furniture mới, nghĩa là bắt đầu tụi con nghĩ tới cái chữ gì? Ôm ấp, sự giữ gìn cho cái đối tượng người mình yêu. Nhưng mà tâm sân là sự, khi mà nổi sân là sự đập phá. Khi nổi sân là hồi đó hả, tao sống cho mày cái tivi, tao đập cái bốt. Hồi xưa hả, tao mua cho mày cái truyền hình, tao đập cái bốt. Khi tâm sân nổi lên á là gì? Tâm sân là sự phá hoại, sự hủy diệt đối tượng, sự tàn ác, sự độc hại, gọi là tâm sân. Tất cả gia đình tan nát là do tâm sân, mà tất cả gia đình mà nhà cao cửa rộng là do tâm tham. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ quý vị nghĩ lại phải trả lời như vậy mới đúng hả? Khi mà hai người yêu nhau mà được thỏa mãn tâm tham là thỏa mãn, thì bắt đầu nghĩ tới chuyện gì? Đi áo cưới, đi đặt bàn tiệc, phải không? Đi chụp album, chụp hình, làm đủ trò hết á, đúng không? Xây dựng gia đình rồi nghĩ tới chuyện đủ thứ. Nhưng mà tâm sân là bắt đầu đánh đổ hết. Thì nó tâm tham là thu vào, mà tâm sân là tàn phá, đập hết, đổ ra hết. Bao nhiêu hả? Là cái cuốn album thấy mày chụp mày xé mẹ nó. Hồi đó tao ngu quá lên thấy cái hình hai người tao vẫn đập bẻ luôn, phải không? Cái gì mà có hồi đó mà tâm tham mà mình kết là đánh quấn cho tan nát hết. Thành ra khi mà ý mấy thầy này mà họ tách á, là tâm sân là tàn phá tất cả những cái gì mà mình dành cho đối tượng, mà tâm tham á là cái gì mình dành cho cái người đó. Khi mà già trả lời bên mật tông nó phải trả lời tới cái mức độ đó. Bởi vì thấy phân tích kỹ coi, ở cuộc đời này không bài hai cái đó nè. Tụi con nghĩ coi, khi mà hả mà nổi sân lên là đi tới ly dị là coi như đập phá tan bành hết cái nhà, là đập tới nơi, mặc dù bán lỗ cũng bán, có không cái gì? Mà khi mà đang yêu nhau không có chuyện là bán rẻ, là bán lời cũng không bán nữa, tại cũng thu vào. Mà sân là coi như phá ra, thầy nó muốn mua nhà lựa hai vợ chồng nó đang sân mua. Muốn mua tivi rẻ, iPhone rẻ, iPad rẻ, kiếm mấy cái nhà nó gây lộn vô mua rẻ lắm. Thế bán giá nào cũng bán, nhớ kỹ nha. Mà hai đứa mà nó bán đồ mà nó để nó quảng cáo trên mạng, bán đồ để mua đồ cưới, đừng có mua, nó bán mắc lắm, nó thu vào. Khi mà bán ly dị đó, bán rất là rẻ. Quý vị có thấy cái miếng đất thì mua cái center không? Tại vì hai bên nó đập nhau đó. Con mới vừa nhắc với 400 ngàn, bán 100 ngàn chơi à, bán cho bỏ ghét. Tại vì thầy biết cái luật này là thầy mua miếng đất, hỏi tại sao mày mua nó vậy? Tao tức vợ tao quá, tao phải làm cho nó phải đòn vua liền. Nhớ nha, mua nhà mà nói mua nhà tụi thì tụi tôi hạnh phúc, tôi mua nhà lớn, đừng có mua cái nhà nó cao lắm. Mà sao tao giận quá, tao muốn đi là khỏi nhà sớm mua. Trả liền đi, cái gì trả tới nào nó cũng bán nữa. Đó là thực tế đó. Vậy là Thiệt Châu tính đúng đó, là tâm hai bà đúng đó. Không, quý vị thấy không? Bởi vì thực tích á, tâm tham á là thu vào, mà tâm sân là đập đổ ra hết. Khi mà mình nổi sân mình không cần cái gì hết á, không? Nhưng mà hết rồi đi lộn hàng gắn lại rồi đi mua đồ tiếp. Nói em rồi, đừng có nói. Giờ tự nhiên hai đứa mình đi lội vô đập cái đồ ngon đi rồi đi mua đồ carousel. Hồi nãy mình đập đồ The Ball, đồ Messi, đồ trong outlet, bây giờ đi mua vô Goodwill mua. Bắt đầu gây tiếp nữa tại ông đó. Bắt đầu gây tiếp tại nữa. Bây giờ tôi nói muốn mua đồ, lựa hai vợ chồng đã đang nổi sân, mua cái gì mua cũng rẻ. Mà hả mà nó đang yêu nhau mà nó hạnh phúc chớ dại mà mua, tại nó thu vào, nó đang thu. Một cái lá thư này cũng rất dễ thương. Kính bạch thượng tổ Thích Thông Lai, con là một giáo dân ở giáo xứ Kỳ Anh, cùng với một người bạn con nữa, ba người giáo thư, và con có ba người giáo dân ở ba giáo xứ. Thứ nhất con là thuộc giáo xứ Kỳ Anh, thuộc linh mục Anton Đặng Hữu Nam, coi như là cha chủ xứ. Cái thứ hai, một người thứ hai tạm không nói tên tại vì họ rất là sợ trả thù, thuộc về gia giáo phận Vinh, là dưới đức giám mục Nguyễn Thái Hộ. Hai người này gửi cái thư cho thầy. Kính bạch thượng tọa Thích Thông Lai, trước năm 1975, đạo Phật rất anh hùng, Phật tử Việt Nam rất anh hùng,
các vị hòa thượng thượng tọa Việt Nam rất anh hùng. À, hở một cái là toàn thể gia đình Phật tử nhào ra biểu tình, hở một cái là các vị thượng tọa hòa thượng đưa bằng Phật xuống đường mà làm đủ thứ, tức là đạo Phật lúc đó rất anh hùng. Nhưng mà tại sao bây giờ Cộng sản đang tàn áp, Cộng sản gian ác gấp trăm lần Việt Nam Cộng Hòa, làm cho coi như là chúng con là những người ở cái vùng bị tàn phá trực tiếp. Kính thưa thượng tọa, xin gửi một thông điệp đến những cái người mà đang vận động tiền bạc để cứu trợ bão lụt ở tại Quảng Bình, dài dài những cái xứ mà bị bão lụt á. Thật ra nếu mà không nằm trong chính quyền Cộng sản thì những cái phái đoàn đều bị bắt hết. Đừng có lợi dụng chúng con không được nhận cái gì hết. Ngay cả 500 triệu đô la mà Phật Mô Sa bồi thường chúng con còn không nhận được thì làm gì? Khi số tiền Việt Kiều gửi về được 500 triệu không? Không có chuyện đó. Nghĩa là Phật Mô Sa nó bồi thường bằng một cái tiền mà được quốc tế công nhận mà tụi con không có một đồng. Thì hỏi coi bây giờ tại sao? Nhưng mà cuộc đấu tranh của chúng con kỳ này khác, kính thưa thượng tọa. Dân ở Sài Gòn lâu lâu biểu tình chống bảo quyền Cộng sản là họ chống vì họ thấy bất công, nhưng mà tại Sài Gòn vẫn còn kiếm ăn được. Dân tại Hà Nội lâu lâu biểu tình vài ba người chống, họ chống đó tại vì họ có những bất công, nhưng mà Hà Nội vẫn còn sống kiếm ăn được. Nhưng mà tại cái xứ miền Trung, từ cái xứ mà Kỳ Anh, cái xứ Phú Yên dài dài của Quảng Nam, Đà Nẵng ra tới Quảng Bình, chúng con vừa bị biển là cái nguồn sống, rừng thì không còn, không còn cái gì để sống. Thành ra chúng con tranh đấu giữa sống và chết, nó khác hẳn những cái tinh thần đấu tranh ở Sài Gòn hay Hà Nội. Thành ra chúng con đang cần đến một Đặng Hữu Nam, ngài là sứ Kỳ Anh cộng với giám mục Nguyễn Thái Hợp với Phận Vinh. Chúng con đòi là đòi quyền sống. Chú gì thấy không? Bây giờ này, con biết thượng tọa ở ngoài cái xứ Seattle, nơi đó cũng có mưa. Nhưng mà mưa Seattle chỉ làm cho cái mùa thu Seattle đẹp, chứ không có bão lụt như ở tại Kỳ Anh, ở như Quảng Bình. Tại vì chúng con bị mưa. Nhưng mà cái người mà coi thủy điện đó, họ xả đập, họ không có nói một tiếng nào, họ sẵn sàng tàn phá trả thù. Cho nên giờ này chúng con còn cái gì? Biển thì mặn, đa số dân tôn giáo thì sống bằng nghề đánh cá. Rồi rừng thì không còn, mà bây giờ tất cả những hoa màu cũng không còn gì để sống. Chúng con bây giờ tính ra có những người chỉ sống được một tuần, hai tuần lễ nữa là chết. Thì như vậy, tại sao ở ngoài Hoa Kỳ chỉ có mình Thượng tọa Thích Thông Lai là lên tiếng binh vực cho linh mục Anh Tô Đặng Hữu Nam, ủng hộ tinh thần chống đối của ngài? Con đã coi cái phim YouTube Thượng tọa đưa một tăng đoàn mấy trăm người đi ra bờ biển Hawaii, có cái bản là coi như là Phật Mô Sa cút khỏi Việt Nam, bồi thường, Phật Mô Sa bồi thường cho dân Việt Nam. Còn tất cả những mấy trăm ngôi chùa ở Hoa Kỳ tại sao không lên tiếng cho chúng con hả? Mà trong khi đó đạo Phật anh hùng ở đâu, quý sư anh hùng ở đâu, giờ này lại không lên tiếng dùng cho những người chỉ còn sống tính từng giờ, từng ngày ở tại Kỳ Anh này. Con xin thượng tọa trong cái bài mà một giờ lượng đạo số 10, xin có đôi lời để ủng hộ cha Đặng Hữu Nam, tên thánh là Anton Đặng Hữu Nam, ủng hộ cho giáo mục Nguyễn Thái Hợp, giáo Phận Vinh và rất nhiều những giáo dân như chúng con đang cần tiếng nói ủng hộ của Phật giáo để chúng con có thể sống lây lất ở quê hương độ đầy này. Kính gửi thượng tọa thân yêu, một người không phải linh mục mà con có thể coi ngài giống như anh em với đức cha Đặng Hữu Nam không khác. Bây giờ nói tôi đã nói rồi, lên án tôi đã lên án rồi. Tôi nói tỳ kheo là gì? Trong cái quý vị vào trong Google dịch đi, tỳ kheo là khất sĩ, tức là xin ăn. Thật sự nói xin ăn có nghĩa là gì? Ngày xưa còn Đức Phật thì ôm bát xin ăn, mà bây giờ quý thầy dù không xin ăn mà có phải là quý thầy đặt thùng phước xương là để xin ăn cái gì nữa? Bây giờ tất cả những người nào không đi làm mà có chùa cao, có xe đi, cái người đó đều là xin ăn của đại chúng hết. Cho nên tỳ kheo là xin ăn. Cái thứ hai là cái gì? Phá ác. Thấy cái ác là phải phá. Ngày xưa Hòa Thượng Chí Quang và những người khác giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thấy cái ác, cái bất công của chế độ coi như là đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, họ có cái ác, nhưng mà họ ác rất ít so với Cộng sản. Tại sao bây giờ là không lên tiếng đi hả? Bây giờ dùng thằng ác trong lần, họ chưa bán quê hương mà, Việt Nam Cộng Hòa chưa bán quê hương. Tổng khống Ngô Đình Diệm là ngài có 11 nghề bắt người Tàu muốn làm buôn bán, thẻ bài, kinh doanh, tất cả những cái ngành gì, đầu tư địa ốc,
đầu tư môn bài, tất cả những cái ngành gì là phải có vô quốc tịch Việt Nam. Cho nên vô tình nghĩa là người Tàu họ bị đồng hóa từ thời Ngô Đình Diệm. Cái gì thấy dễ sợ không? Mà trong khi đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm sau khi chúng ta càng lớn càng suy nghĩ thì ông có công nhiều hơn có tội. Cho nên từ nay chúng ta mới thấy rõ là bây giờ đó, cái thái độ vô tình quảnh mặt của các cái tu sĩ Phật giáo, cái thái độ mà coi như là không có hợp tác. Ngày xưa bây giờ Công giáo họ đâu có phải là người Công giáo, họ đâu phải họ tranh đấu cho họ tranh đấu cho cả dân tộc Việt Nam, trong khi đạo Công giáo chỉ là một thiểu số nhỏ. Cho nên khi mà nói tới cái đó là tôi ngồi, tôi đã nói nhiều rồi, tôi đã kêu gọi nhiều rồi. Cái hồi tối này sáng này tôi lại đây tôi ngồi, tôi check ra cái tự nhiên vô tình cái tôi bấm cái máy, cái tôi tự nhiên cái tôi nổi lên cái bản nhạc, tôi nói bây giờ không biết cái gì tự nhiên có cái sáng này nó mưa rầm rầm. Cái tôi mới nghĩ tôi tự nhiên cái tôi bật xuống cái bản nhạc là coi như là mưa đêm vậy ô. Cái tôi nói trời ơi, mình nãy giờ đây mình nhận được cái lá thư của cái mấy giáo dân này, mình ở đây mưa chỉ enjoy, mà ở ngoài Kỳ Anh, ở ngoài Vinh, ở ngoài Quảng Bình mưa bây giờ là khốn khổ cho họ, nhà cửa thì tiêu tan, ruộng vườn thì qua màu tơi hết, bờ biển thì chết đói, mà giờ á dễ gì mà bây giờ ở đây ở hải ngoại có những đoàn họ vận động, họ lấy tiền để họ đi về, nhưng mà về không qua cái sự mà phân phá của cộng sản thì họ bắt hết rồi. Mà giờ tôi nói cho các cái vị giáo xứ Kỳ Anh, giáo xứ ở Vinh, ngay cả cái chùa của Hòa Thượng Không Tánh là đạo Phật nè, bị tàn phá, bị ủi nè. Hòa Thượng Không Tánh nằm trong cái hội thống nhất, mà mấy ông Hòa Thượng Chí Quang còn không binh thì mấy ông Công giáo làm sao không có chuyện nữa. Ngay cả người Phật giáo bị ủi sập cả ngôi chùa, bị dẹp mà cũng còn không binh thì làm sao, phải không? Trong ngày cái tự nhiên cái thầy lúc đó cái thầy nghe cái bản nhạc mưa đêm quậy ô, trời đã khuya rồi đây, trăng trên chết xiên ánh qua mạnh, trời đã khuya rồi đây, mưa trên sớm xa ánh đô thành, đường ngoài kia không xôn xao, là nói đường ở bên Việt Nam mình á bị cúp điện, bị tàn phá, không xôn xao, không đẹp gì đèn màu, đèn ở Kỳ Anh, đèn ở Vinh, đèn ở Bình không đẹp gì đèn màu, ôi đường dài hun hút chứ điều thâu, tức là không có ánh sáng. Rồi cái bước chân ai đi mau, tức là những cái bước chân của những giáo dân dưới mưa nghe nao nao, lẫn tiếng còi tàu mà nó bị ùn tắc á, bị tàu từ, tại sao thầy biết ùn tắc? Thầy đặt cái tượng Phật ở ngoài Trung để mà nó vận chuyển qua đây, mà nó la làng lên, nó nói là từ ở ngoài Huế vô Sài Gòn đi trong này những cái đoạn đường bị hư ùn tắc hết trọi, là chỉ tàu lửa rồi chuyển phải qua xe này xe kia, quý vị biết không, không có chuyển về kịp, đáng lẽ là về rồi đó mà bị bảo lực hư đường. Rồi á, thầm nhớ ai hoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà, ai chính là linh mục An Tô Đặng Hữu Nam, Đức Giám Mục Nguyễn Thế Hợp với Phận Dinh. Người cha tôi không quen ơi, trong này để là người anh tôi không quen ơi, thì tôi kêu ổng là anh em đi, mặc dù tôi theo đạo Phật, ổng là Công giáo, nhưng mà hai chúng tôi cùng là một lý tưởng là đấu tranh cho dân tộc Việt Nam. Tôi tạm thời các anh, người cha tôi không quen ơi, người anh tôi không quen ơi, mưa rừng về ngập trời, mưa làm chi cho ướt áo cha tôi, đến mai nơi 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 gió mưa yên thôi rơi, mời cha qua làng tôi. Có cái bản đó không quý vị? Bây giờ thầy biết sao thầy mượn cái lời nhạc này mưa đêm quậy ô, sáng tác Đỗ Kim Bằng, thầy hát một bản tặng cho các cha xứ Anthony đó là Đặng Hữu Nam và Linh Mực Giám Mục Giáo Phận Nguyễn Thế Hợp, bản mưa đêm quậy ô nó hay quá. Trong này có một cái câu là người cha tôi chưa quen ơi, đến khi mưa thôi rơi mời cha sang làng tôi, là làng A Di Đà đó, được không quý vị? Cái gì nói gì nữa tôi hát à, đi giờ nói gì nó mượn nhạc thôi. Chứ bây giờ nói cái gì nữa, tôi nói nhiều quá rồi. Trời đã khuya
vẫn dịp sau bước chân ai hoa mong với mùa nghe nao nao lần tin khói tao thẹn lâu nằm giữa đêm ngoài ô nghe mưa dần trên khung che dần thầm nhớ ai ngoài xa
tiếng rồi sao mấy pháp hội như bên đi Đông Ma nhưng mà tụng cũng không có dở đâu, nghe được không? Thì cái này nó có những cái lời nó giống như là coi như là mời cha qua làm tôi, ấy mời anh qua làm tôi thì mời cha qua làm tôi, phải không? Viết tặng cha, người cha vì dân, phải không? Thành thấy nó hay quá, tự nhiên sáng này mưa rong cái ngồi nhận được cái thư này không biết sao, thành ra thỉnh tòa thông lai mượn cái lời ca đi mưa vậy ô để tặng cho cha Anto Nguyễn Đặng Hữu Nam, anh hùng của giáo xứ Kỳ Anh, và Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hộp, địa phận giáo xứ Bình, đã hướng dẫn hàng trăm ngàn đồng bào đương đầu với bạo quyền cộng sản, phải không quý vị? Sư phụ lần đầu tiên không biết xài sao mới mượn cái phone nè để xài, chứ họ giờ đâu xài được, nhờ bây giờ hai tách nè, mới xài cái này để mà coi đánh gì cộng thôi, chứ mà sư phụ không có xài, nhưng mà xài là phải đánh gì cộng. Hay không? Là marketing. Tại vì có câu là mời cha qua làm tôi, mời anh qua làm tôi đó. Nên là thấy nó rất là hay. Nhưng mà cái tính đích là sư phụ phải lấy lời người ta ra. Lấy lời người ta ra để lời sư phụ vô nó mới ăn tiền. Sao nghe phê không? Ở nãy giờ nó chiếu like không vậy? Trời đất ơi, nói chiếu like mà nói tầm bậy tầm bạ quá chừng vậy? Đang chiếu like đó hả con? Đang bỏ lên Facebook có phải không? Thật ra chỉ cái phone thôi, thầy cái phần Samsung này rồi bây giờ đút vô cái máy để cho thọt vô đây hát thôi. Dạ nó vô đang xài Facebook đó, bây giờ tôi tặng cho, tôi nghĩ là quá đầy đủ rồi, thấy không? Bản nhạc quá đầy đủ rồi. Dạ, để một cái bản nhạc mà mình ủng hộ cho cha, người cha ơi tôi chưa quen tên. Thấy chưa, bây giờ thấy rõ không? Mình thấy rõ nhưng mà cùng một lý tưởng. Không, cái này ủng hộ tinh thần cho họ, thấy không? Bây giờ họ đang bị mưa lụt, nhưng mà sư phụ gửi đi mưa ngoại ô là gửi về để ủng hộ cho các cha đang chiến đấu. Trời ơi, là tuy bà Phú Yên mà bây giờ nó xả không được nữa. Đó, dạ. Rồi bây giờ tôi đi một câu hỏi nữa, là chúng ta đi đúng một giờ, thì bây giờ đã một câu hỏi nữa thôi, là tôi sẽ chấm dứt cái bài pháp hội hôm nay. Và tôi thử cái chương trình mà Facebook này, thì quý vị yên chí đi. Từng tới thầy xuống dưới Nam Cali Bô Sa, thầy sẽ kêu mấy họ, họ sử dụng cái này, tôi không coi like luôn. Tụi con vô trong cái phước của sư phụ đó, và tụi con sẽ nghe like, coi nó không hay lắm nhưng mà cũng biết được cái gì hay đó, coi liền, coi là mì ăn liền đó. Bây giờ không cần Justin TV gì hết, thấy không? Nhưng mà có Facebook là like luôn đó nha. Bây giờ tôi hỏi quý vị thêm một câu hỏi này rất là quan trọng, đó là nãy giờ đạo và đời chúng ta đi đôi, đạo thì giảng mà đời thì đi ủng hộ cho quê hương đó. Thì bây giờ chúng ta đi thêm một cái câu hỏi nữa là không, bữa nay tôi biết cách xài cái này để dùng nhạc để mà chuyển đánh gì cộng rồi. Dạ, sư phụ biết cách xài cái đó là ăn tiền không? Sư phụ biết tụi con dùng cell phone để tách mà sư phụ dùng phone để đánh gì cộng không ạ? Để tôi coi. Rồi bây giờ tôi hỏi thằng họ cái này nè. À, con bị rớt một câu nữa. Một câu nữa là ở trong cái biết của mình á, trong cái tâm mình có mấy cái tâm. Con nói có chơn tâm và vọng tâm, ai cũng nói là thường thường vậy đó, nhưng mà bị rớt thì trả trúng được cái 50%. Chúng ta có mấy cái tâm? Cô Như Thanh nói có một cái tâm. Thật ra đó, bây giờ đó, tâm ở đâu? Trước tiên là phải nói tâm ở đâu đã. Tâm ở đâu quý vị? Tâm ở sáu căn cũng nói tạm tạm vậy thôi, chứ ông này cũng trả lời bị rớt đó. Thật ra đó, cụ thể gần đúng, tâm ở trong cái biết của mình. Cái biết của mình. Cái biết có phải là cái biết con mắt không? Cái biết cái lỗ tai không? Cái biết cái mũi, cái biết cái miệng. Nếu không có cái biết, thành ra mình nói tâm sáu căn. Nhưng mà tâm á, thật ra đó, khi mà nó
nó cái người mù nó đâu ở 6 căn, có hiểu không? Người biết nó đâu ở 6 căn, hiểu thầy nói không? Thành ra tâm ở trong cái biết, phải không? Như cái thầy Tệ Châu đó, ổng điếc, ổng ở khách sạn số 1, mà ổng lấy cái thẻ khách sạn số 2, ổng mở khách sạn số 1. Rồi cảnh sát, tụi khách sạn mới kêu cảnh sát lên bắt ổng, ổng điếc, ổng đột súng, ổng lên, ổng thấy nó, ổng giật nút thẻ, ổng mở. Ông thẻ mở đã rồi, ông lấy luôn cái thẻ phước tem mở, lấy luôn cái thẻ vô mặt mở luôn. Đút quẹt hoài không mở, thấy không? Thành ra, bây giờ thật ra đó, tâm chúng ta đó là có cái biết do tưởng mà ra. À, cái biết mà do tưởng mà ra là cái biết này đó, cái biết nó có khi trúng và có khi trật. Tôi nói cho quý vị nghe, thí dụ, bây giờ quý vị đang đi ra ngoài tối nãy, ví dụ như quý vị cần tiền, quý vị ra mua một cái gì đó, nhưng mà đưa cái thẻ nó không nhận, nó lấy tiền mặt. Quý vị chạy ra nhà băng, quý vị lấy tiền mặt vào lúc 10 giờ rưỡi tối, thì lúc đó quý vị vừa đang bấm máy ATM, quý vị nghe tiếng rẹt rẹt sau lưng, quay lại thấy người Mỹ đen. Quý vị sợ không quý vị? Sợ. Nhưng mà cái đó là sợ do cái gì? Quý vị biết tôi nghĩ Mỹ đen không? Biết. Nhưng mà cái tưởng mà thằng này sẽ ăn cóp, thành ra do lúc mình chưa kịp lấy tiền mà mình bấm cancel cái mình chạy có cái đó không? Sư phụ cũng đã bị lần rồi. Thấy không? Mình mua cái chỗ đó, mình cần cái chỗ mua món đồ nó để sửa đồ, nó không có, nó tao không nhận thẻ, tao không nhận gì lấy tiền mặt. Chạy ra thấy ông cục nhà trái đứng sau lưng là mình thấy mình quản rồi. Mà đâu có đúng đâu. Thật ra đâu phải người da đen nào cũng xấu hết quý vị. Đúng không quý vị? Đó. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe. Như cái ông da đen mà chồng có cụ Liệu Âm ở dưới làng của tôi đó. Ổng là cái người cựu chiến binh. Ổng lấy vợ của một cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Mà khi mà ông cùng đơn vị, ông đó lại giờ ông đã chết bỏ vợ. Ổng nuôi con của cái người vợ Việt Nam Cộng Hòa cho tới ngày trưởng thành. Rồi lớn lên rồi ổng mua lại Sudan cho từng đứa. Khi chết ổng để lại cho đường cháu nội cháu ngoại, không phải là con của ổng. Rồi ổng để lại cái tiền hưu của ổng đi lính cho bả, bây giờ rồi là tiền mà lên sông ăn cho bả nữa. Thì ông này là Mỹ đen mà tốt quá. Nhiều khi Mỹ trắng mà hay là Mỹ Việt, Việt Nam đi còn chưa tốt bằng nữa. À, bây giờ tôi hỏi thử bây giờ nè, ông Châu nè, ông Thiện Châu nè. Ông là chữ thiện, là thiện nam tử, Châu là quý báu đó, ông có Phật tánh đó. Mà bây giờ chẳng hạn như bây giờ ông lấy một cái bà vợ nào đi bà sao, rồi ông có thể mua lên sông ăn cho con bà sao không? Hay là ông mua thuốc chuột cho nó uống. Ý tôi nói thí dụ vậy thôi, ông không ác lại vậy. Nhưng mà mình ý mình nói đó. Nhưng mà bởi vậy khi mà mình thấy ông Mỹ đen này rồi, thầy mới thấy là ông quá tốt. Thấy không? Ông quá tốt đi. Đó. Rồi bây giờ tôi nói là cái tưởng không đúng rồi. Quý vị nhớ cái biết mà do cái tưởng đó, nó không có đúng. Mà có một cái biết thứ hai nữa đó, là cái biết do cái học thức mà có, tức là trí thức. Thí dụ bây giờ này tôi hỏi quý vị nha, quý vị học tiếng Anh mà quý vị học rành rồi đó, cái người mà mới qua Mỹ đó, ví dụ mình học cái chữ Mỹ mình đọc, cái mình phải dịch ra, mình phải chuyển trang sách, ví dụ như mình nói là terrible là mình phải dịch ra là kinh khủng là mình mới nói ra được, chứ mình phải trang sách qua cái tiếng. Còn khi người Mỹ đó là nó nói thẳng luôn là mình học. Rồi bây giờ quý vị học lái xe, quý vị leo lên xe là lái xe nào cũng không cần, Honda, Toyota, Mazda, xe nào quý vị lái cũng được, đúng không quý vị? Là quý vị học là quý vị lái thôi. Là quý vị, dụ như mình biết cái đó là vàng, mà mình lâu nay mình vàng, mình nhìn vàng là mình biết là vàng, là do cái học mình biết đó là vàng. Mà mình nhìn là biết là vàng giả, vàng thiệt, phải không? Còn những người mà bị Phật Ngọc lừa là biết cái Phật Ngọc mua mấy tháng sau bay đó, là mua là đã có biết cái Phật Ngọc là Phật Ngọc Trung Quốc rồi. Ví dụ Trung bây giờ làm cái đó lắm. Diệu Trung á, Diệu Trung mà bây giờ có chỗ nào tôi chết Phật Ngọc cho Trung e, đừng có đi hỏi sao vậy, trời ơi, này tôi kinh nghiệm quá mà. Cái đó là do trí thức mà ra. Cái biết đó là có thể đúng và có thể sai. Còn cái biết mà do tưởng là sai hết 90% nha quý vị. Hả? Mình đang đi xuống, phải không? Mình đang đi xuống, cái tự nhiên á, mình thấy như dù quán hạnh tự nhiên nó làm ở trong đây, nhà biết nó ăn ngấu ngáo một cái miếng gì đó, phải không? Nó nhỏ nạn dụng nhưng mà thật ra cũng phải, tại vì nó thấy cái miếng cơm cháy này sẽ bỏ mình tội, nó bỏ nó nhai thì mình tưởng là nó đang ăn cái chả giò, phải không? Cái tưởng là hoàn toàn sai. Cái biết mà do trí thức á, thì nó có đúng và có sai. Nó đúng thì nó đúng cái thời này mà nó không đúng thời kia, ví dụ thầy nói chưa? Tại vì bây giờ mình nó được dạy là
mấy đứa nhỏ vô gặp mình là phải chào, phải thưa sư bác thưa này kia. Nhưng mà dụ như coi vừa quán hai là nó đi, thành ra cái đúng cho cái thế hệ của mình nhưng mà không đúng cho thế hệ trẻ ở đây, phải không? Rồi bây giờ đó, tôi thí dụ những cái học thức của mình đó là mình đi ở Việt Nam mình mới qua có cái bà kia, bà nói con mới vừa bộ lãnh qua, con vô hãng con làm, mà tự nhiên ông chủ hãng sao ông kỳ quá, ông bựa mà ông chơi con, ông mời con đi ăn, thì con mừng quá, con không lên cái bóp. Nhưng mà tụi Mỹ nó mời đi ăn, tức là đi ăn thôi. Ăn xong rồi nó đứng trên, nó trả tiền, nó để bà ngồi đi, bà chết đứng luôn, bà không có tiền. Bà cũng không biết gọi phone nữa, bà khóc luôn. Thì cái đó là do học thức, mình sai lầm, mình học ở Việt Nam, người nào bao là người đó trả tiền, nhưng mà ở Mỹ tao mời, mày là mời. Nhưng mà của ai nấy trả, quý vị thấy chưa? Nhưng mà có một cái biết á, mà cái biết do trí đó, cái biết đó mới chính là cái biết của chư Phật và chư Bồ Tát. Cái trí nó rõ ràng lắm. Cái trí là quan trọng nhất. Bởi vậy thầy nói khi mà ông rớt á, là ông nói là chỉ có chân tâm dụng tâm, mà nói có một tâm ông cũng đúng, mà nói có hai tâm cũng đúng, mà phân tích ra cái biết do tưởng, cái biết do trí thức và cái biết do Phật cho trí huệ. Cái biết trí huệ đó thì A-la-hán cũng như là cái ánh sáng của đèn của Bồ Tát, cũng như sáng mặt trăng, và ánh sáng của Phật như ánh sáng mặt trời. Còn đối với hàng phàm phu chúng ta đó thì cái biết của chúng ta giống như là cái ngọn đom đóm khi tắt khi chết thôi. Đối với thầy sau này thầy sẽ đi vào những cái chương trình mà giảng bên Mật Tông rất là hay. Bên Mật Tông họ không có dạy ra hoài, bởi vì những cái mà như hồi nãy đó Thiện Tông chỉ dạy tâm tham sân si nói chung, nhưng mà Mật Tông họ khai triển ra, họ nói tâm tham là gom vào, là xây dựng, là làm sao để phục vụ cho cái đối tượng mình tốt, mà tâm sân là làm sao tàn phá, càng làm cho cái đối tượng mình nó càng khổ là mình mới xả giận. À, quý vị thấy rõ không? Thành ở bên Mật Tông họ dạy rất là cao siêu kinh khủng lắm. Một khung trời mấy món từ từ thầy khai triển cái tài liệu của sao Kiến Châu để lại, để thấy rằng mình sẽ được cái duyên học Mật Tông này, mình mới thấy rằng nó cao chứ không phải là trì chú không đâu. Trong khi mà giảng về cái khung trời cũng có câu kinh đó như vậy, cũng như rồi bây giờ thêm một cái nữa, như cái biết của mình á, cái biết con mắt mình có lục căn, mình có mắt tai mũi lưỡi thân dễ. Nhưng mà mắt tai mũi lưỡi mà làm thiện nghiệp thì được cái quả gì? Mắt tai mũi lưỡi làm việc ác mà làm gì? Mà cùng là lên làm con người nha. Mình cũng là được, mình đủ cái nhân duyên giữ ngũ giới, mà mình đa số mình đi thiện nghiệp, nhưng mình sám hối nè. Mình cũng sám hối, mình vẫn được làm người nè. Một người mà dùng mắt tai mũi lưỡi để làm thiện nghiệp mà không làm ác nghiệp thì khi họ làm tổ người làm gì? Thật sự, khi mình dùng con mắt để mình nghiên cứu, mình tụng kinh, mình dùng con mắt của mình để mình nghiên cứu những công trình này, không cần kia, mình chế ra cái bằng sáng chế này, bằng sấy kim, mình dùng con mắt để mình đọc kinh, mình học kinh, mình soạn bài, thì đời đời sau khi mình sanh cũng làm người, mình con mắt mình sẽ thấy những cái cảnh rất là đẹp, con mắt mình sẽ thấy những cái cảnh toàn là mình sanh ra những quốc gia như là Hoa Kỳ, cảnh thì đẹp, cây trái, quý vị thấy cùng là cái núi và bạch cỏ cây nó đẹp, rồi cái gì mình đi đâu mình cũng thấy hoa hương cỏ lạ, là mình được cái mắt đẹp. Còn cái người dùng con mắt mà để mà soi mói, để mà thấy lỗi người này người kia đó, thì mình cũng sanh ra, nhưng mà sanh ở cái nước biên địa hạ tiện, thấy toàn chết chóc, thấy toàn đau khổ, thấy toàn những cái chuyện bất như ý. Rồi á, mình dùng cái lỗ tai của mình nè để mình nghe pháp, mà mình là tạo thiện nghiệp á, thì sau khi mình sanh ra mình ở đời mình làm người đó, thì mình được nghe những cái tiếng hay, tiếng âm nhạc. Mà lấy con vợ đó thì con vợ nó giọng quanh vàng, còn nếu mình mà dùng lỗ tai mà để mình nghe những cái tiếng tầm bậy thì mình nghe con vợ nó chửi chửi thé, và nó nặng nữa là nó kéo lỗ tai, nhưng nó déo lỗ tai bên hội nữa, hiểu chưa? Cũng là cái lỗ tai, nhưng mà lỗ tai nghe pháp thì sau này mình cũng làm người, mình lại được cái âm thanh đó là nghe con vợ nó nói nhẹ nhàng. Còn nếu không được, con vợ nó coi như giọng thổ, giọng gì nó chửi, coi như là nó nghe bể lỗ tai luôn, giữa lùng bùng luôn. Rồi mình dùng cái miệng á, mà mình đi nói pháp hay là cái miệng mình làm việc tốt thì cũng làm người, nhưng mà mình được ăn những cao lương mỹ vị. Mà có những người mà cũng làm người nhưng mà ăn không được. Có những người mà ăn không được, uống sữa không được, ăn bơ không được, cái gì cũng vậy, có cái gì? Hồi đó cô hỏi chị còn ăn có rau không ạ? Thiệt! Đó, quý vị thấy rõ, thành ra có người mà tu thiện nghiệp, phải dùng 6 căn tu thiện nghiệp thì sanh ở đời nào nó cũng tốt hết á. Quý vị nhớ kỹ nha, trong cái 6 cái thân của mình á, mà mình dùng mình làm thiện nghiệp á, thì mình hưởng cái quả rất là tốt. Tự nhiên á, cũng đi lại nhà đó, mà lại nhà cái mình gặp ta đang mở ra là karaoke. Cũng như có những người tự nhiên bước vô đây mà người đời trước họ dùng cái miệng á, để họ tụng kinh niệm Phật, cái vô đây trong lúc thầy đang ca nhạc.
Còn cái người nào mà làm ác vô đọc thuốc thì đang chửi đệ tử. Ví dụ thầy nói gì không? Là nói y chang vậy đó. Tự nhiên cái nhân viên nó đến mình xui xuống mình gặp vậy đó. Thành ra quý vị nên nhớ rằng khi chúng ta hiểu rồi, vài bữa nữa thầy sẽ đi xuống cái pháp hội ở miền Nam Cali. Thầy khai giảng cái chương trình mà của Mật Tông này là giảng ra là rất là hay, thấy không? Thành ra bây giờ đã một tiếng rồi, chúng ta tới cái giờ. Tóm lại, cái bài pháp này thầy ưu tiên hồi hướng cho Christopher Triệu, tức là bên đó tụi con kêu là Chris. Nó sinh 1999, nó phong danh Thiện Từ, nó bị chết bệnh tử ngày 1 tháng 11 2016, nó hưởng dương 18 tuổi. Sự ra đi của Chris là một mất mát lớn của sư phụ. Tại vì hàng năm nó lên này đó, nó nói thầy năm nay nó lên nó phụ thầy để nó làm cái vô rừng, nó làm cái chỗ chơi cho mấy cái mấy đứa mà trẻ này nè. Giờ rồi nó là khi mà mỗi một lần mà tàn phá tu, nó dọn liều, nó dọn trại, nó rất là tháo nhát, thấy không? Rồi bây giờ con thấy là nó đến dưới nhà của Diệu Quán Diệu Đế, tụi con thấy mất mát, rít tụi con cũng rất thương, thấy không? Đó, thì bữa nay con làm cái chuyện này, mình chuyển lên cái Facebook để cho thấy là thầy nói về Chris, thầy hồi hướng cho Chris. Rồi thầy khuyên, quý vị nên sống với cha mẹ cho hết mình. Và cha mẹ cũng vậy, nên thương con cái cho hết mình. Tại vì có những lúc này mình ân hận, mình không kịp lo cho nó. Cũng như Diệu Pháp nói con chưa kịp lo bất đê cho nó, con chưa kịp lo cái này cho kia cho nó. Thành ra những cái đó mình nên làm vậy, đời nó rất là vô thường. Mà thật ra chúng ta biết Phật đã nói chúng ta hoài mà chúng ta không nghe. Đầu tiên Phật giảng là gì? Vô thường. Từ cái vô thường nó mới để ra khổ. Rồi từ khổ là nó không có gì, nó rít không còn gì, nó già tới vô ngã, nó không còn gì hết. Nhưng mà cái phần còn lại của nó, rít nó chết rồi nhưng mà nó để lại cái gì quý vị? Cái tiếng, cái nghiệp thiện. Và nó giúp cho rất nhiều những đứa trẻ ở San Jose, ở tuổi nó lái xe, thầy ra cái chỗ đó gặp nó, con bữa nay con không dám lái xe nữa, con không dám lái ẩu nữa. Tức là nó sẽ cứu mạng rất nhiều người. Thấy cái hoàn cảnh nó mà như vậy đó, người ta sẽ một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho những đứa trẻ, mà cả con của Diệu Quán Diệu Đế nữa. Tại vì nó xảy ra cho Chris thì nó cũng thể xảy cho mình. Cho nên thầy nguyện hồi hướng công đức này cho hương linh Triệu Phú Quý, tức là Christopher, pháp danh Thiện Từ, được tóc xả mê độ, siêu sanh tịnh độ. Nếu biết chưa xong không sao, cho họ giải quyết chút xíu. Thì thầy xuống, thầy dành cái nghỉ để đắt lai chút, tại vì 15 phút nữa là đúng 1 giờ, không sao hết á. Bây giờ tôi mời quý vị chắp tay lên niệm Phật. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trong cái chương trình mà chúng ta truyền